Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin về thời tiết ạ. Chị Hương Liên này, trên đất liền thì hôm nay thời tiết có gì đáng lưu ý không chị? Vâng, Thanh Huyền, do ảnh hưởng của rìa xa phía tây của bão số 4, càng về tối và đêm thì mưa sẽ càng to, xảy ra ở Huế đến Quy Nhơn. Trời mát, nhiệt độ không nơi nào vượt quá 29 độ. Phan Thiết thì trưa nay trời nắng 32 độ. Nam Bộ chịu tác động gián tiếp từ bão, hôm nay tiếp tục mưa diện rộng, có nơi mưa to trên 70 mm, cảnh báo ngập úng cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Trái lại, Thanh Hóa đến Đồng Hới hôm nay có nắng, nhiệt độ cao nhất là 32-33 độ. Nằm ngoài vùng ảnh hưởng của bão số 4, thủ đô Hà Nội và các thành phố ở Bắc Bộ hôm nay trời nắng mạnh, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ, buổi trưa cảm giác nóng. Tiếp tục cập nhật về cơn bão số 4, lúc này thì nó đang gây sóng to, gió mạnh trên nhiều vùng biển. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 116 độ kinh Đông. Dự báo vùng bão đi qua có thể đạt cường độ gió cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, sóng cao 8 đến 10 mét. Với cường độ gió này, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. Tính đến 6 giờ chiều qua thì vẫn còn 51 tàu thuyền đang di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm. Dự báo trong ngày hôm nay thì bão vẫn di chuyển trên vùng biển ấm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 đến 25 km mỗi giờ. Vì thế mà cường độ của bão có thể mạnh lên cấp 14, cấp 15, giật tới cấp 17. Đến 4 giờ chiều nay, vị trí tâm bão cách Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Sáng mai, bão sẽ đi vào đất liền, khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đảo Cù Lao Chàm và huyện đảo Lý Sơn là những nơi gần sát với đường đi của bão sẽ chịu ảnh hưởng sớm nhất, mạnh nhất từ bão. Dự báo trưa chiều nay, gió sẽ mạnh lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 đến cấp 14, giật cấp 16, sóng biển cao 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Cây cối, cột điện, nhà không kiên cố, khó mà có thể trụ vững trước sức gió này. Cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi ạ.